Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 28 tháng 6 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về các giáo hội Kitô Iraq trước nỗ lực tái hồi hương Kitô hữu. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt. Con xin chọn mình Chúa tôi, chọn thay đâu phải theo ai. Việc làm con lắm dở dang, dựng đời mưa nắng ngột ngang. Chúa muốn con nơi này, con xin chọn Chúa mà thôi. Con xin chọn Chúa mà thôi. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 7 từ câu 15 đến câu 20. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Hãy coi chừng các tiên tri giả, họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng bên trong họ là sói dữ hay cắn xé. Hãy xem quả thì các con biết được chúng. Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi găng chăng? Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt. Các cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng. Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa hôm nay dạy chúng ta cách nhận định khách quan. Trước hết, chúng ta cần lưu ý rằng lời dạy này không mâu thuẫn với lời dạy đừng xét đoán người khác. Xét đoán là chỉ mới thấy một hiện tượng bên ngoài mà đã vội kết luận lên án. Còn việc Chúa dạy chúng ta nhận định hôm nay là căn cứ vào kết quả để biết con người, biết chính mình. Đoán xét đưa đến việc lên án người khác, còn nhận định để đưa tới suy nghĩ và lựa chọn đúng cho chính mình. Trong cuộc sống, ta không nên xét đoán, nhưng phải khôn ngoan nhận định một cách khách quan. Chúa bảo ta vừa phải khôn ngoan nhận định như con rắn, nhưng cũng hãy sống đơn sơ như bồ câu. Tiêu chuẩn nhận định Chúa dạy hôm nay là cứ xem quả thì biết cây. Trước tiên, chúng ta cần áp dụng câu này cho chính bản thân mình. Cứ hãy xem cây đạo đức của mình là biết được thực trạng của bản thân mình. Hoa, lá, cành là những việc dự lễ đọc kinh cầu nguyện, còn quả là lòng yêu mến chân thành đối với Thiên Chúa và tha nhân, được thể hiện qua việc bác ái. Đó là cách ứng xử của chúng ta trong tương quan với người khác, đặc biệt là khi đối diện với khó khăn và các cám dỗ của danh lợi thú. Giữ đạo tốt nhưng sống đạo chưa tốt thì chưa phải là tốt. Một cây mà có hoa lá cành rất xum xuê, mà quả thì không có thì chưa đạt tiêu chuẩn. Tiếp đến, chúng ta cần áp dụng câu xem quả thì biết cây khi nhận định những tiên tri giả. Bên ngoài họ đội lốt chiên, nhưng bên trong họ là sói dữ tham mồi lừa gạt. Cứ xem việc họ làm mà biết được con người của họ thật hay giả. Và cuối cùng, chúng ta áp dụng câu xem quả thì biết cây trong cuộc chiến đối với những cám dỗ của ma quỷ.
Ma quỷ là cha của sự dối trá, luôn lừa gạt chúng ta để chúng ta phản bội và mất lòng tin tưởng vào Thiên Chúa. Cứ xem quả thì biết cay. Có những chuyện chúng ta làm có vẻ hay, có vẻ đúng, nhưng sau đó khi chúng ta bình tâm suy nghĩ lại, cảm thấy bối rối bất an, thì đây chính là dấu hiệu cho biết đó là những việc do ma quỷ xúi dục. Còn những quyết định làm cho chúng ta có vẻ buồn rầu, chịu thiệt thòi, nhưng theo năm tháng chúng ta lại thấy bình an, vui tươi. Gặp Chúa, lòng chúng ta không cảm thấy hổ thẹn, thì đó là dấu hiệu cho chúng ta biết đó là những quyết định của thần khí Thiên Chúa. Hoa quả của thần khí Thiên Chúa trong công việc chúng ta làm luôn là sự bình an, hoan lạc, bác ái, vui tươi, hiền hòa. Còn hoa quả của ma quỷ gây ra là sự bất an, giận dữ, lạc thú và sự diệt vong. Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con biết phân biệt được tiếng nói của Chúa và của ma quỷ, để chúng con biết nghe theo tiếng nói của Chúa, hầu cuộc đời chúng con luôn sinh được nhiều hoa quả bình an, yêu thương và hạnh phúc. Amen. Con xin chọn Chúa, chứ không phải việc của Chúa. Chúa sai con đến đây để con làm cho tình thương Chúa hiện diện giữa các anh em con, giữa đói khát và giá lạnh, giữa lao động nhọc nhằn cay đắng và biết bao tủi nhục. Con là tông đồ của Chúa, con xin chọn Chúa mà thôi. Con xin chọn mình Chúa thôi, chọn thành đi vì con theo Ngài chứ đâu phải theo. Việc làm con lắm dở dang, trời mưa nắng ngổn ngang. Chúa muốn con nơi này, con xin chọn Chúa mà thôi. Con xin chọn Chúa mà thôi. Con xin chọn Chúa mà thôi. Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tín thác nơi Chúa trong mọi thử thách và can đảm làm chứng cho đức tin. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 25 tháng 6 vừa qua với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã nói rằng việc Chúa Giêsu sai đi thi hành sứ mạng không đảm bảo cho các môn đệ được thành công và cũng không làm cho họ tránh được những thất bại và đau khổ. Các môn đệ phải sẵn sàng đối phó với sự kiện họ có thể bị phủ nhận hoặc bị bắt hại. Người môn đệ không kêu gọi làm cho cuộc sống của mình phù hợp với Chúa Kitô là đấng đã bị loài người bách hại, đã từng bị phủ nhận, bỏ rơi và chịu chết trên thập giá. Không có sứ mạng Kitô nào dưới ngọn cờ yên hẳn. Những khó khăn và sầu muộn là điều thuộc về công việc loan báo tin mừng và chúng ta được kêu gọi tìm thấy trong đó cơ hội để kiểm chứng xem đức tin và tương quan của chúng ta với Chúa Giêsu có chân thực hay không. Chúng ta phải xét những khó khăn ấy như một cơ hội để có thể có tinh thần thừa sai hơn nữa và để tăng trưởng trong sự tín thác nơi Thiên Chúa là Cha chúng ta, đấng không bỏ rơi con cái Ngài trong giờ bão tố. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ: trong những khó khăn khi làm chứng tá Kitô trên thế giới, chúng ta không bao giờ bị lãng quên,
nhưng luôn luôn được sự ân cần của Chúa Cha nâng đỡ. Vì thế, trong tin mừng Chúa Nhật thứ 12 thường niên 5A, ba lần Chúa Giê-xu trấn an các môn đệ và nói rằng các con đừng sợ. Ngày nay cũng có bách hại chống các tín hữu Kitô. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các anh chị em của chúng ta đang bị bách hại và chúc tụng Thiên Chúa, vì dù có tình trạng như thế, họ vẫn tiếp tục can đảm và trung thành làm chứng về đức tin. Tấm gương của họ giúp chúng ta đừng do dự có lập trường đứng về Chúa Kitô, can đảm làm chứng cho Chúa trong những hoàn cảnh mỗi ngày, dù trong những môi trường không yên hẳn. Thực vậy, một hình thức thử thách cũng có thể là không có đố kỵ và sầu muộn. Ngoài việc sai đi như chiên giữa sói, cả thời nay, Chúa cũng gửi chúng ta đi như những người canh phu giữa những người không muốn được thức tỉnh để ra khỏi tình trạng mơ mơ màng màng trần tục, cố tình không biết đến những lời chân lý của tin mừng, kiến tạo cho mình những chân lý phù du. Rồi Đức Thánh Cha kết luận rằng, nhưng trong tất cả những điều ấy, Chúa vẫn tiếp tục nói với chúng ta như Ngài đã nói với các môn đệ thời đại của Ngài. Các con đừng sợ. Đừng sợ những người chế nhạo và ngược đãi các con. Đừng sợ những người cố tình không biết đến các con. Trước mặt thì tôn kính, nhưng đằng sau thì bài trừ tin mừng. Chúa Giê-xu không để chúng ta lẻ loi vì chúng ta quý giá đối với Ngài. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. Họp mặt Caritas Tổng Giáo phận Hà Nội. Để nhìn lại hoạt động bác ái của Tổng Giáo phận trong thời gian qua và định hướng cho những hoạt động trong thời gian sắp tới. Sáng ngày 22 tháng 6 vừa qua, quý cha trong ban Caritas Hà Nội, quý nữ tu và gần 50 anh chị em trong ban điều hành Caritas của 6 giáo hạt đã về Tòa Tổng Giáo mục Hà Nội để tham dự buổi họp mặt Caritas Tổng Giáo phận Hà Nội. Trong buổi họp mặt, cha giám đốc Caritas Hà Nội Bruno Phạm Bá Quế đã đưa ra một cái nhìn tổng quát về những gì đã thực hiện được trong thời gian vừa qua và những tồn tại cần lưu ý để đưa Caritas Giáo phận ngày một đi vào hoạt động hữu hiệu hơn. Buổi gặp mặt diễn ra với 4 nội dung chính. Chuẩn bị Đại hội Caritas Tổng Giáo phận Hà Nội lần thứ 3. Chuẩn bị chương trình Ngày Người Nghèo Thế Giới. Thiết lập ban môi trường và hoàn thiện mạng lưới ban khuyết tật. Trọng tâm của cuộc họp là để chuẩn bị Đại hội Caritas Tổng Giáo phận Hà Nội lần thứ 3, dự kiến sẽ diễn ra vào 2 ngày 24 và 25 tháng 8 năm 2017. Cũng trong buổi họp mặt, các tham dự viên đã vui mừng chào đón Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, đến thăm và ủy lạo tinh thần các tham dự viên. Nhân dịp này, cha giám đốc Bruno thay lời quý cha và mọi người chúc mừng lễ bổn mạng Phêrô sắp tới của Đức Hồng Y. Cha Bruno cũng cảm ơn Đức Hồng Y về những quan tâm của Ngài đối với những người nghèo trong Tổng Giáo phận. Chia sẻ cùng quý cha và những người đang hoạt động Caritas, Đức Hồng Y Phêrô nói lời cảm ơn ban Caritas đã thay mặt Ngài đem tình thương của Chúa đến cho người nghèo. Ngài cũng nói lên những thao thức của Ngài đối với hoạt động bác ái, đặc biệt là vấn đề môi trường hiện nay đang ô nhiễm đến mức báo động. Cuộc họp tiếp tục với việc trao đổi về Ngày Thế Giới về Người Nghèo theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco sẽ được cử hành vào ngày 19 tháng 11 năm nay. Ngày Thế Giới về Người Nghèo sẽ được tổ chức với hai hoạt động chính. Trước hết, trong ngày này, các Caritas giáo xứ quan tâm thăm viếng, khích lệ tinh thần và tặng quà tới những người nghèo, các bệnh nhân trong giáo xứ. Thứ hai, Đức Hồng Y Phêrô sẽ dâng thánh lễ với đại diện người nghèo trong giáo phận, dự kiến sẽ cử hành tại Tiểu Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện. Kế đó, Ban Khuyết Tật Giáo phận cũng trình bày đường hướng hoạt động cho người khuyết tật trong thời gian tới qua việc kiện toàn mạng lưới Ban Khuyết Tật của Caritas và khảo sát tổng quát về người khuyết tật trong toàn giáo phận. Sau cùng là kế hoạch hoạt động của 6 tháng cuối năm của Ban Khuyết Tật cũng được đưa ra bàn thảo.
Buổi họp mặt của Caritas Tổng giáo phận Hà Nội đã khép lại với nhiều niềm vui và hy vọng nơi các tham dự viên, nhất là trước sứ vụ phục vụ xã hội và con người hôm nay. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bày tỏ tâm tình gần gũi với những người dân bị lở đất tại Trung Quốc. Sau khi ban phép lành cho các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, trưa Chủ nhật 25 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ sự gần gũi với dân chúng tại làng Tân Ma, tỉnh Tứ Xuyên, bên Trung Quốc, bị đất lở sáng ngày 24 tháng 6 vừa qua vì mưa lũ. Đức Thánh Cha nói, tôi cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng và bị thương, cũng như cho tất cả những người bị mất nhà cửa. Xin Thiên Chúa ủi an các gia đình và nâng đỡ những người cứu cấp. Được biết, theo tin sơ khởi, đã có 15 người chết và hơn 100 người mất tích. Tin Roma. Đức Benedicto thứ 16 nhìn nhận Đức Thánh Cha Francisco là người củng cố đức tin cho dân chúng. Theo vị thư ký riêng của ngài là Đức Tổng giám mục Georg Genswein, Đức Benedicto thứ 16 sẽ ở lại Roma trong suốt tháng 7 và tháng 8, những tháng nóng nhất ở Roma, và ngài luôn giữ liên lạc với Đức Giáo hoàng Francisco. Theo Đức Tổng giám mục thư ký, Đức Benedicto thứ 16 nhận thấy nơi Đức Giáo hoàng Francisco, một con người của thời đại, một chứng nhân thực sự của Thiên Chúa, một người thành công trong việc xây dựng đức tin cho dân chúng với lòng can đảm, đôi khi với những phương pháp được coi là ít theo truyền thống. Tuy nhiên, đây là phong cách riêng của ngài và mỗi người đều có cách riêng của mình. Đây là phong cách của Đức Giáo hoàng Francisco và Đức Benedicto rất hài lòng với phong cách này. Đức Tổng Thư ký Georg Genswein là một trong số ít người được ở trong tu viện Vatican với Đức Benedicto thứ 16. Ngài giữ một nếp sống hàng ngày, bao gồm việc cầu nguyện, nghiên cứu và đi dạo một chút. Đức Tổng Thư ký nói, Ngài đang cầu nguyện và Ngài đang chuẩn bị cho giờ phút cuối cùng như Ngài đã từng tuyên bố rõ ràng trong nhiều dịp. Đức Benedicto thứ 16 sống thanh thản với bản thân và trên hết là với Thiên Chúa. Ngài trầm lặng nhưng lại không hề đánh mất đi sự hài hước. Mỗi ngày đối với Ngài là một quà tặng. Đức Benedicto lưu giữ rất nhiều thư từ, sách báo, các đề tài nghiên cứu và luôn thích thú đi tản bộ tới hang đá Lộ Đức vào lúc 7 giờ chiều mỗi ngày. Ngài dùng bữa tối lúc 7 giờ 30 và lúc 8 giờ, Ngài xem tin tức buổi tối trước khi kết thúc một ngày trong bình an. Đức Tổng giám mục thư ký riêng của Đức Benedicto thứ 16 nói rằng, Đức Nguyên Giáo Hoàng rất thích cuốn sách Những hình ảnh của một cuộc đời, một cuốn sách đã được giới thiệu tại Quốc hội Italia. Luca Caruso, tác giả của cuốn sách Đức Benedicto thứ 16, Những hình ảnh của một cuộc đời, cho biết rằng, trên bìa của cuốn sách có một tấm hình của Ngài khi còn là một giáo sĩ trẻ tuổi, và khi Ngài nhìn nó, Ngài thốt lên rằng, thời gian trôi đi nhanh quá. Đối với Đức Benedicto, cuốn sách là một cách giúp hồi tưởng lại những khoảnh khắc trong cuộc đời của mình. Mặc dù các tác giả đã phải lựa chọn hình ảnh từ hàng ngàn tấm hình, cuốn sách không phải là một cuốn album hình, nhưng hơn thế, đó là một sự biên dịch từ bản văn với nội dung sâu sắc ra những tấm hình. Luca Caruso nói rằng, những bức chân dung này giúp người ta xác định được Joseph Ratzinger là ai. Luca Caruso nói thêm rằng, các tấm chân dung tập trung vào đôi mắt của ngài với sức biểu cảm sâu sắc, diễn tả ánh nhìn đượm nét u buồn, ánh nhìn đã trải nghiệm sự mệt mỏi và ánh nhìn đã biết đến những thống khổ của cuộc sống dương gian. Nhưng đồng thời, cũng là ánh nhìn đã vượt lên tất cả những điều đó để cảm nếm, nhìn nhận được ánh sáng phục sinh tràn đầy cùng vinh quang chói tỏa của sự sống lại. Buổi giới thiệu cuốn sách cũng có sự hiện diện của cha Federico Lombardi, nguyên phát ngôn viên và giám đốc phòng báo chí tòa thánh, và là một trong những cộng sự chính của Đức Benedicto thứ 16. Hiện nay, cha Federico Lombardi là chủ tịch của Quỹ Vatican
Joseph Ratzinger, Benedicto thứ 16. Cha Lombardi cho biết, tôi đã ghi trong phần lời tựa của tôi cho cuốn sách rằng trên tất cả, Đức Benedicto thứ 16 có một ánh nhìn trong sáng và sâu thẳm trong việc tìm kiếm sự thật, một cái nhìn mà những ai bắt gặp đều được đi vào trong cuộc đối thoại chân thành. Ngài vẫn luôn giữ ánh nhìn này từ khi còn trẻ cho đến nay. Với cảm thức này, những tấm hình giúp chúng ta gặp gỡ được một vài khía cạnh sâu thẳm trong con người của Ngài. Đây là một cuốn sách thú vị. Nó nhằm đào sâu những thông điệp của Đức Benedicto thứ 16, một người mà khi được chọn làm giám mục đã chọn khẩu hiệu cộng tác viên của sự thật. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về các giáo hội Kitô Iraq trước nỗ lực tái hồi hương Kitô hữu do An Lê trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, mùng 9 tháng 6 vừa qua, Đức cha Luis Rafael Sacco, Thượng phụ Kandê, đã hướng dẫn một phái đoàn viếng thăm một số đan viện và nhà thờ rải rác trong vùng của thành phố Mosul, đã được quân đội Iraq giải phóng khỏi sự chiếm đóng của các lực lượng phiến quân của nhà nước Hồi. Phái đoàn gồm Đức Tổng Giám mục Ramzi Gamu, Trưởng giáo phận Kandê Teheran, Đức cha Habib An-Naufali, Giám mục giáo phận Kandê Basora và Đức cha Basen Salim Yando, Giám mục phụ tá giáo phận Kandê Bada. Cùng đi với phái đoàn có một số nhân viên chính trị tỉnh Ninive. Đức Thượng phụ Sako và phái đoàn đã viếng thăm nhà thờ Chúa Thánh Thần của Giáo hội Công giáo Kandê, Đan viện Thánh Giorgio, nhà thờ chính thống Syri Thánh Ephraim và nhà thờ Công giáo truyền tin. Tất cả các nơi này đều đã bị tàn phá, cướp bóc và một phần bị hủy hoại trong các năm bị chiếm đóng bởi các lực lượng của nhà nước Hồi. Phái đoàn đã cùng nhau cầu nguyện tại các nơi thăm viếng. Trong chuyến viếng thăm, phái đoàn cũng đã gặp gỡ Đại tướng Najim Abdullah Al-Jubun, chỉ huy quân đội Iraq giải phóng thành phố Mosul. Đại tướng cầu mong các Kitô hữu mau chóng hồi hương, vì không có các Kitô hữu, thành phố Mosul sẽ đánh mất đi màu sắc và căn tính nguyên thủy của nó. Ông cũng cho biết, quân đội sẽ dấn thân bảo vệ an ninh cho các thành phố và làng mạc rải rác trong vùng bình nguyên Ninive, làm sao để cho dân chúng đã phải di cư có thể trở về nhà cửa ruộng vườn của họ. Đa số dân sống tại bình nguyên Ninive là Kitô hữu. Đức Thượng phụ Sako cũng đã nêu bật việc cần thiết phải bảo vệ tài sản của các Kitô hữu đã bị các nhóm có tổ chức, đôi khi có vũ trang chiếm hữu. Các nhóm này hiện đi lại tự do trong vùng. Chuyến viếng thăm đã được văn phòng thông tin của Thượng phụ Kandê và đài truyền hình quốc gia ISTA loan tin và chiếu hình. Đức Thượng phụ và các giám mục nhận thấy cuộc sống đang từ từ trở lại trong các vùng được giải phóng của thành phố Mosul. Tuy nhiên, người ta vẫn thỉnh thoảng nghe tiếng đại bác đến từ các vùng ở mạn tả ngạn sông Tigre, nơi vẫn đang xảy ra các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ Iraq và các lực lượng của nhà nước Hồi. Mùng 7 tháng 6 vừa qua, Đức Thượng phụ Sako đã chủ sự một cuộc họp với các giám mục Kandê tại Erbil và kêu gọi mọi Kitô hữu thắng vượt chia rẽ trên bình diện chính trị, để cùng nhau trình diện như một thực thể hiệp nhất trong các tiếp xúc với các lực lượng và cơ cấu chính trị khác. Trong cùng ngày, ông Masoud Barzani, chủ tịch vùng tự trị Kurdistan,
cũng gặp gỡ các thành phần lãnh đạo tại đây và đi tới quyết định tổ chức trưng cầu dân Ý vào ngày 25 tháng 9 tới đây, liên quan tới sự độc lập của vùng này. Việc tuyên bố tổ chức trưng cầu dân Ý này đã khiến cho chính quyền trung ương tại thủ đô Baghdad phản ứng tiêu cực. Viễn tượng tách rời đơn phương vùng Kurdistan và biến nó thành vùng độc lập tự trị cũng liên quan tới cộng đoàn Kitô trong vùng. Lời loan báo nói trên đã khiến cho đảng Abna'an Narain, con cái vùng Mesopotamia, là đảng phái có các thành viên Kitô hữu hoạt động, phản ứng không thuận lợi. Họ cho rằng đề nghị này không thích hợp. Theo họ, không thể dùng một cuộc trưng cầu dân Ý để áp đặt một thay đổi cơ cấu chính trị, nhưng cần phải có các tiến trình lâu dài hơn và phải thảo luận với chính quyền trung ương Baghdad, cũng như các tổ chức chính trị cấp quốc gia. Đảng các con cái Mesopotamia có một dân biểu trong Quốc hội Trung ương và một dân biểu trong Quốc hội miền tự trị Kurdistan. Theo họ, sau các vụ đầy ải khổ đau mà dân chúng miền Bắc Iraq đã phải gánh chịu, mọi động thái chính trị gây ra các xô xé mới đều không thích hợp. Trong khi vấn đề cấp thiết và quan trọng hàng đầu là phải làm sao để các người di tản, trong đó có hàng chục ngàn Kitô hữu, có thể trở về nhà cửa ruộng vườn và đất đai của họ. Thật ra, dự án tổ chức trưng cầu dân Ý liên quan tới sự độc lập của vùng Kurdistan đã có từ lâu trước. Gần một năm trước, ông Masoud Barzani, chủ tịch vùng tự trị Kurdistan, đã nhóm họp với đại diện các đảng phái chính trị và các Kitô hữu hoạt động trong vùng với mục đích soạn thảo một chương trình cho tương lai của vùng Kurdistan trước khi thành phố Mosul được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của các lực lượng của nhà nước Hồi. Trong cuộc họp, người ta cũng thảo luận vấn đề biến vùng bình nguyên Ninive, có đa số người Kitô hữu sinh sống, trở thành một tỉnh độc lập, và cho phép họ lựa chọn qua một cuộc trưng cầu dân Ý trong khung cảnh chính trị dưới chính quyền vùng Kurdistan độc lập, hơn là dưới chính quyền liên bang có trụ sở tại thủ đô Baghdad. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài viết của Linh Tiến Khải, nói về nỗ lực của các giáo hội Kitô Iraq trước nỗ lực tái hồi hương các Kitô hữu và bình ổn bình nguyên Ninive sau khi bị nhà nước Hồi chiếm đóng. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài viết này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày. Hy vọng nên thánh, trở thành hình ảnh của Chúa Kitô là món quà lớn lao nhất mà từng người trong chúng ta có thể trao tặng cho thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi gặp gỡ chung hàng tuần sáng thứ Tư 21 tháng 6 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn tư tưởng của tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái về việc nên thánh. Đức Thánh Cha nói, trong ngày chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, đã vang lên lời khẩn cầu các thánh cho chúng ta. Nhiều người trong chúng ta hồi đó còn bé, được cha mẹ bồng trên tay. Trước khi sức dầu tân tổng, biểu tượng cho sức mạnh của Thiên Chúa trong cuộc chiến đấu chống lại sự dữ, Linh Mục mời toàn cộng đoàn cầu nguyện cho những người sắp lãnh nhận bí tích rửa tội bằng cách khẩn nài sự bầu cử của các thánh. Đây là lần đầu tiên trong cuộc sống của mình,
sự đồng hành của các thánh được ban tặng cho chúng ta. Các thánh là những người đã đi qua cùng con đường của chúng ta, đã hiểu biết cùng các lao nhọc của chúng ta, và sống mãi trong vòng tay của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Trong cuộc chiến chống lại sự dữ, các Kitô hữu không tuyệt vọng. Trong mọi lúc của cuộc sống, có bàn tay của Thiên Chúa nâng đỡ chúng ta, và sự hiện diện kín đáo của tất cả các tín hữu đã ra đi trước chúng ta, với dấu chỉ của đức tin. Sự hiện hữu của họ, trước hết nói với chúng ta rằng, cuộc sống Kitô không phải là một lý tưởng không thể đạt tới được. Điều này an ủi chúng ta, rằng chúng ta không cô đơn. Giáo hội bao gồm vô số các anh em, thường là vô danh, đã ra đi trước chúng ta, và qua hoạt động của Chúa Thánh Thần, họ cũng liên lụy trong các chuyện của người còn sống dưới thế này. Lời khẩn cầu trong bí tích rửa tội không phải là lời khẩn cầu các thánh duy nhất ghi dấu con đường cuộc sống Kitô của chúng ta. Khi hai người đính hôn thánh hiến tình yêu của họ trong bí tích hôn nhân, việc khẩn nài các thánh lại được lặp lại trên họ như là đôi bạn. Và việc khẩn nài ấy là suối nguồn của sự tin tưởng cho hai người trẻ bắt đầu hành trình cuộc sống lứa đôi. Ai yêu thương đích thực thì ước mong và can đảm nói tiếng luôn mãi với nhau, vì có sự trợ giúp của các thánh để có thể sống cuộc đời hôn nhân luôn mãi. Chính vì thế, trong phụng vụ lễ cưới, chúng ta khẩn nài sự hiện diện của các thánh. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Mỗi khi chúng ta cần, sẽ có một thiên thần của Ngài đến nâng chúng ta lên và trao ban an ủi cho chúng ta. Các thiên thần, đôi khi với gương mặt và trái tim của một người, bởi vì các thánh của Thiên Chúa luôn luôn ở đây, dấu ẩn giữa chúng ta. Điều này thật khó hiểu và cả khó tưởng tượng nữa, nhưng các thánh hiện diện trong cuộc sống chúng ta. Và khi một ai đó khẩn cầu một thánh nam hay thánh nữ, là bởi vì vị thánh ấy gần gũi chúng ta. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, cả các linh mục cũng sẽ ghi nhớ kỷ niệm của một lời khẩn nài các thánh được đọc trên các vị. Đó là một lúc cảm động nhất của phụng vụ truyền chức. Các ứng viên nằm dài sấp mặt trên đất, và toàn cộng đoàn được Đức Giám Mục hướng dẫn khẩn nài sự bầu cử của các thánh. Một người sẽ bị đè bẹp dưới sức nặng của sứ mệnh được giao phó, nhưng cảm thấy rằng toàn thiên đàng ở sau lưng mình, rằng ơn thánh của Thiên Chúa sẽ không thiếu, bởi vì Chúa Giê-xu luôn luôn trung thành. Khi đó, có thể ra đi thanh thản và được bổ sức. Chúng ta không cô đơn. Chúng ta là bụi đất khát vọng trời cao. Sức mạnh của chúng ta yếu đuối, nhưng mầu nhiệm ơn thánh hiện diện trong cuộc đời Kitô hữu thì mạnh mẽ. Chúng ta trung thành với trái đất này, mà Chúa Giê-xu đã yêu thương trong mọi lúc của cuộc đời Ngài. Nhưng chúng ta biết và muốn hy vọng nơi sự biến đổi của thế giới, nơi việc thành toàn vĩnh viễn, nơi sau cùng sẽ không còn có nước mắt, sự gian ác và khổ đau nữa. Ước chi Chúa ban cho tất cả chúng ta niềm hy vọng là thánh, qua việc chu toàn bổn phận mỗi ngày, cầu nguyện, đi làm việc, trông nom con cái. Nhưng làm tất cả điều đó với con tim rộng mở cho Thiên Chúa, và ước muốn rằng, công việc đó, cả trong bệnh tật, đau khổ, cả trong các khó khăn đó rộng mở cho Thiên Chúa. Và như vậy, chúng ta sẽ nên thánh. Chúng ta có thể nên thánh. Sau hết, Đức Thánh Cha nói, ước chi Chúa ban cho chúng ta niềm hy vọng là thánh. Đó là món quà lớn lao mà từng người trong chúng ta có thể ban tặng cho thế giới. Ước chi Chúa ban cho chúng ta ơn tin một cách sâu đậm nơi Ngài, đến độ trở thành hình ảnh của Chúa Kitô cho thế giới này. Lịch sử của chúng ta cần có các người thần bí, khước từ mọi thống trị, khát vọng tình bác ái huynh đệ. Những người nam nữ sống và chấp nhận cả một phần khổ đau, để mang gánh nặng của tha nhân. Nhưng nếu không có các người nam nữ này, thế giới sẽ không có hy vọng. Vì thế,
tôi cầu chúc anh chị em và cầu chúc cho cả tôi nữa là xin Chúa ban cho chúng ta niềm hy vọng nên thánh. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương đến từ Pháp, Thụy Sĩ, Đức, Ecos, Hy Lạp, Hồng Kông, Indonesia, Philippines, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Brazil. Đức Thánh Cha xin các thánh bầu cử cho mọi người tin mạnh mẽ nơi Chúa Kitô để trở nên hình ảnh của Ngài cho thế giới. Xin các thánh giúp mọi người hiểu rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người và vì thế biết sống làm chứng cho niềm hy vọng trên trần gian này. Chúng ta hãy tiếp nhận lời Chúa mời gọi nên thánh và yêu thương phục vụ nhau trong cuộc sống thường ngày. Thế giới cần có các vị thánh và chúng ta tất cả đều được mời gọi nên thánh, không trừ ai. Trong các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các tân phó tế trường truyền giáo Urbano, các nữ tu phan sinh truyền giáo Clara và các thừa sai Soit đang tham dự tổng tu nghị tại Roma. Ngài khích lệ các tu sĩ sống hướng cái nhìn về các vùng ngoại biên. Đức Thánh Cha cũng chào một nhóm các thị trưởng vùng Logudoro do Đức Cha Corrado Melis, Giám mục Ossieri hướng dẫn. Các thành viên Hiệp hội Thành phố của Chúa bị đóng đinh rất thánh, các nhân viên cảnh sát bảo vệ rừng và môi sinh, và Cộng đoàn Tình yêu và Tự do, phục vụ giáo dục giới trẻ bên Cộng hòa Dân chủ Congo. Đức Thánh Cha cũng nhắc tới Ngày Quốc tế Người tị nạn, cử hành thứ ba 20 tháng 6 vừa qua, và cho biết, hôm thứ Hai, Ngài đã gặp một phái đoàn đại diện các anh chị em tị nạn, được tiếp đón trong các giáo xứ và các dòng tu ở Roma. Lợi dụng dịp này, Đức Thánh Cha nói, tôi muốn bày tỏ sự đánh giá chân thành đối với việc vận động cho luật mới về di cư. Ta đã là người nước ngoài, nhân loại làm tốt, được Caritas Italia, tổ chức người di cư và các tổ chức công giáo khác ủng hộ. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, thứ Sáu 23 tháng 6 là lễ kính Thánh Tâm Chúa Giê-xu, cũng là ngày toàn thể giáo hội cầu nguyện và bày tỏ lòng trìu mến đối với các linh mục. Đức Thánh Cha khích lệ các bạn trẻ, biết kính múc nơi Thánh Tâm Chúa lương thực cho cuộc sống thiêng liêng và niềm hy vọng của họ. Ngài xin các bệnh nhân dâng đau khổ cho Chúa, để kéo tình yêu của Chúa xuống trên con tim của con người. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các đôi tân hôn, biết dưỡng nuôi cuộc sống gia đình bằng tình yêu của Chúa Kitô. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu sáng thứ Tư 21 tháng 6 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, phần trước chúng tôi đã nói về Dorothy Day, mẫu gương cho những phụ nữ trót phạm tội phá thai. Hôm nay chúng tôi xin được nói về Dorothy Day như là mẫu gương hoạt động xã hội. Trong bài diễn văn trước Quốc hội Lưỡng viện Hoa Kỳ tại thủ đô Washington ngày 24 tháng 9 năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã tuyên dương bốn nhân vật ưu tú của nước Mỹ, gồm Tổng thống Abraham Lincoln, mục sư đấu tranh cho nhân quyền Martin Luther King, vị linh mục tu sĩ chiêm niệm Thomas Merton và nhà hoạt động xã hội Dorothy Day. Dorothy Day là người phụ nữ Hoa Kỳ duy nhất trong bốn người Mỹ được Đức Thánh Cha Francisco vinh danh. Về Dorothy Day,
Đức Thánh Cha khẳng định, một quốc gia được nhìn nhận là vĩ đại khi quốc gia ấy đấu tranh cho một nền công lý mạnh mẽ bảo vệ những người bị áp bức như Dorothy Day đã làm không biết mệt mỏi. Năm 1927, một khúc ngoặt mới bắt đầu chuyển đổi đời sống và suy tư của Dorothy Day. Cô rất quyết tâm quay về với Thiên Chúa. Cô học đạo và xin gia nhập đạo Công giáo. Việc trở lại của cô bị thiên hạ đàm tiếu không ít. Đám cánh tả cho rằng cô phản bội với lý tưởng xã hội vì người nghèo mà cô từng theo đuổi. Đồng thời cũng gay gắt chỉ trích giáo hội không quan tâm tới người nghèo, trong khi lẽ ra giáo hội phải là nơi dung thân của người nghèo bằng cách này hay cách khác. Trước những lời chỉ trích, Dorothy không đáp trả hay phản ứng gì, mà chỉ lặng lẽ lui vào bóng tối, sống cuộc sống cô đơn, lủi thủi nuôi con và âm thầm cầu nguyện, mong sao giữa đức tin của cô và lý tưởng dấn thân cho công bằng xã hội có được mối giao hảo và liên kết tốt đẹp. Dorothy Day xác nhận mình gia nhập đạo Công giáo không phải do bị tác động bởi cái nhìn và cách hành xử của giáo hội Công giáo về công bằng xã hội, không phải bởi cái nét phong phú trong phụng vụ Công giáo, cũng không phải bởi gương lành gương sáng của những người trong đạo. Bà gia nhập đạo Công giáo chỉ vì một lẽ duy nhất. Bà cảm thấy mối liên hệ mật thiết sâu xa kết hợp bà với Chúa Kitô, và bà tin chắc rằng giáo hội Công giáo là thân thể của Đức Kitô nơi trần thế. Bà viết trong nhật ký: "Tôi yêu giáo hội vì giáo hội là phần hữu hình của Chúa Kitô, chứ không phải yêu giáo hội vì giáo hội. Bởi lẽ giáo hội thường có những điều nên gương mù cho tôi." Romano Gardini nói rằng, giáo hội chính là cây thập giá Chúa chịu đóng đinh. Cho dù người ta có bất mãn triền miên về giáo hội của mình đi nữa, không ai có thể tách rời Chúa Kitô khỏi thập giá của người, nghĩa là tách rời Chúa Kitô khỏi giáo hội. Nơi khác, Dorothy Day nhận xét về giáo hội Công giáo như sau: "Khi tôi nhìn thấy giáo hội đứng về phía giới có quyền và lãng quên kẻ yếu đuối, và khi tôi thấy có vị giám mục sống xa hoa trong khi người nghèo không được ai màng tới, thậm chí bị hắt hủi, thì tôi biết là Chúa Kitô chịu sỉ nhục như đã một lần người chịu sỉ nhục. Tôi biết là Chúa Kitô bị đem đi giết như đã một lần người bị đem đi giết. Giáo hội đâu phải chỉ thuộc về một số những nhà lãnh đạo quan liêu, mà còn thuộc về toàn thể mọi thành phần trong giáo hội, và nhất là thuộc về những đàn ông, đàn bà và trẻ em khiêm tốn nhất, những thành phần mà Chúa Giêsu Kitô muốn gặp gỡ và giúp đỡ. Tôi ngỡ ngàng, tôi choáng váng khi tôi trông thấy có người Công giáo dùng tôn giáo của mình như là một thứ trang sức xã hội." Một cuộc gặp gỡ hầu như tiền định vào năm 1932 giữa Dorothy Day với nhà triết học xã hội Công giáo người Pháp tên là Pierre Morin, về sau còn gọi là Peter Morin, đã xoay hướng tư tưởng hoạt động xã hội của Dorothy Day. Pierre Morin thuyết phục Dorothy Day nhìn nhận rằng mọi bất ổn trên đời đều xuất phát từ việc người ta áp dụng những lý thuyết hay học thuyết hoàn toàn xa lạ với tinh thần phúc âm. Đối với Morin, từ chính trị đến kinh tế hay xã hội học, chỉ khi nào chúng bắt nguồn từ phúc âm thì chúng mới thật sự phụng sự mọi người, nhất là người nghèo, một cách hữu hiệu. Pierre Morin đề nghị Dorothy Day xuất bản một nhật báo nhằm thúc đẩy tinh thần đoàn kết giữa công nhân với nhau, đồng thời cũng nhằm phê phán các hệ thống xã hội thối nát đương thời bằng cách nhìn qua lăng kính phúc âm. Thế là Dorothy Day cùng với Pierre Morin đồng lòng sáng lập phong trào lao động Công giáo, một phong trào tông đồ giáo dân
mà tôn chỉ là cổ võ hòa bình và vận động tự nguyện sống nghèo với người nghèo. Phong trào lao động công giáo do Dorothy Day và P.M. Morin sáng lập năm 1933 và điều hành gần 50 năm là một nỗ lực vừa làm sáng tỏ vừa sống động thật sự giới răng căn bản nhất của Phúc Âm là giới răng yêu thương. Nỗ lực ấy là một thách đố không phải chỉ tiềm ẩn trong các hoạt động bác ái cá nhân, mà còn cả trong giới chính trị. Đó là lý do khiến giới chính trị quyết liệt chống lại các lực lượng xã hội đang vùng lên hỗ trợ các đòi hỏi của đức ái. Dorothy Day đại diện một hình thái chính trị thánh thiện mới, một đường hướng phụng sự Đức Kitô không những chỉ xuyên qua cầu nguyện và hy sinh, mà còn xuyên qua tình liên đới với người nghèo, cũng như hoạt động đấu tranh không mệt mỏi cho công lý và hòa bình. Cuộc đấu tranh của Dorothy Day đã khiến nhiều người chính trị chống lại bà. Bà bị bắn lén, bị bắt bỏ tù và bị Sở Điều tra Liên bang Mỹ FBI liên tục theo dõi, gây khó khăn, bắt bớ tù đầy. Còn trong giáo hội, bà bị chỉ trích là bẻ cong đường hướng xã hội của giáo lý công giáo, nhưng bà không hề cảm thấy khó chịu, thất vọng hay giận dữ với những cáo buộc trên. Bà luôn trưng dẫn câu đầy tớ không hơn chủ nhà để ám chỉ mình là đầy tớ của Chúa Kitô. Dorothy Day quả quyết chẳng một cuộc cách mạng nào hay một đức tin nào có thể chiến thắng mà không trải qua đau khổ ê chề. Đối với tôi, Đức Kitô không thể được mua bằng những mảnh tiền 30 đồng bạc, mà phải được mua bằng máu của con tim. Chúng tôi sẽ tiếp tục nói về mẫu gương hoạt động xã hội của bà Dorothy Day trong chương trình tuần sau. Rất mong quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện. Ôi, trái tim rất thanh Chúa Giêsu, con thờ lạy người, con kính yêu. Tạ ơn người che giữ đời con yên vui, tạ ơn từng hơi thở còn cho con đây được sống với muôn hoa cùng long lanh trăng sao. Ôi, trái tim rất thanh Chúa Giêsu, con thờ lạy người, con kính yêu người. Này tâm hồn nhỏ bé ngập ngừng rưng rưng, cùng tâm lòng thông hối nghẹn ngào dâng lên, chờ Chúa thứ tha, chờ Chúa. Kinh cầu trái tim Đức Chúa Giêsu là bản tóm lược một phần giáo lý đức tin của bộ môn thánh khoa Kitô học. Ở đó, những người tìm kiếm sự khôn ngoan đích thực tìm được nguồn dữ liệu tuyệt vời, một kho báu vô tận. Vì kinh cầu trái tim Đức Chúa Giêsu đã dạy: trái tim Đức Chúa Giêsu là kho mọi sự khôn ngoan thông thái. Các tác giả sách thánh đã minh chứng và xác tín: Thiên Chúa là đấng khôn ngoan tuyệt hảo. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa là kho tàng quý báu cho con người, là ân huệ của Thiên Chúa, là nơi phân phát mọi sự lành, là sự an toàn, là ân sủng và vinh quang, là giàu sang,
công chính và mọi nhân đức. Vì thế, các ngài đã làm gương cho chúng ta qua việc chiêm ngắm sự khôn ngoan của Thiên Chúa và thủ đắc sự khôn ngoan ấy như nguồn gốc sự khôn ngoan của các ngài. Khi đọc vang lên lời kinh, trái tim Chúa Giêsu là kho mọi sự khôn ngoan thông thái. Ta tin rằng Chúa Giêsu là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, không phải chỉ vì Ngài thông ban sự khôn ngoan cho nhân loại, nhưng chính Ngài là sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan của ngôi vị Thiên Chúa vẫn điều khiển vũ trụ, hướng dẫn lịch sử, giờ đây đã được mặc khải nơi Chúa Giêsu. Đồng hóa đấng khôn ngoan với Chúa Giêsu là Con và là lời của Thiên Chúa. Tác giả sách thánh cho chúng ta biết, sự liên kết với Chúa Giêsu sẽ làm cho chúng ta thông phần vào sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Chúng ta thấy mình được sống thân mật với Thiên Chúa, trở nên con và bạn hữu của Ngài. Vì chiếm được đức khôn ngoan là nên bạn hữu của Thiên Chúa. Chúa Giêsu nhân danh chính Ngài, ngôi vị Thiên Chúa là đấng khôn ngoan, để ban ơn khôn ngoan cho những ai thuộc về Ngài. Vì thế, muốn thủ đắc sự khôn ngoan, chúng ta phải sống thân mật với Chúa Giêsu. Cầu kinh trái tim Chúa Giêsu là kho mọi sự khôn ngoan thông thái, diễn tả trọn vẹn ý nghĩa này. Đến với trái tim Chúa Giêsu là chúng ta học biết kín múc sự khôn ngoan thông thái bắt nguồn nơi Thiên Chúa. Tuy nhiên, có một điều ta phải gẫm suy, đó là tột đỉnh của khôn ngoan thông thái vẫn là sự hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa, vì kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan. Đàng khác, sự khôn ngoan của Thiên Chúa thể hiện nơi Chúa Giêsu không phải là sự khôn ngoan theo kiểu thế gian, nhưng khôn ngoan như trẻ thơ, khôn ngoan của hiền lành và khiêm nhường, khôn ngoan của bé mọn, khôn ngoan của sự điên rồ của thập giá, khôn ngoan của sự vâng phục cho đến chết, khôn ngoan của tình yêu tự hiến vì người mình yêu. Chúng ta xin Chúa cho ta thủ đắc sự khôn ngoan ấy trong việc chúng ta kết hiệp với trái tim rất thánh của Chúa Giêsu. Và khi biết được bí mật kho báu của sự khôn ngoan, lẽ nào chúng ta lại không cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình giới thiệu nguồn mạch ấy cho muôn người? Cũng như kiến thức là tài sản chung của nhân loại, không ai được phép ích kỷ giữ cho riêng mình, thì sự khôn ngoan tôi đã thành tâm học hỏi được, xin truyền đạt hết, không dè sẻn chi. Được lãnh nhận ân huệ Thiên Chúa ban một cách nhưng không, ta cũng phải có bổn phận cho đi cách nhưng không. Nghĩa là ta phải có bổn phận giới thiệu cho mọi người biết, trái tim Chúa Giêsu là kho mọi sự khôn ngoan thông thái, để mọi người cùng được tự do đến với Chúa Giêsu và kín múc nguồn ơn khôn ngoan vô tận. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì từ nguồn sung mãn của Chúa mà chúng con được lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Chúng con tri ân Chúa vì hồng ân được làm con Chúa và được thừa hưởng tài sản vô giá là kho tàng khôn ngoan thông thái phát xuất từ Thánh Tâm Chúa. Xin cho chúng con biết ham mê học hỏi Kinh Thánh, để ngày càng thêm hiểu biết và yêu mến Chúa hơn. Vì như lời Thánh Geronimo đã nói, ai không biết Kinh Thánh thì cũng không biết và không yêu mến Chúa Giêsu. Xin cho chúng con biết chạy đến và nương thân nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu mỗi khi chúng con bị cám dỗ, rơi vào ham muốn tìm kiếm sự khôn ngoan thế trần
hơn là khao khát sự khôn ngoan đích thật là chính Thiên Chúa. Amen. Trái tim rất thanh Chúa Giêsu, con thờ lạy người, con kính yêu người. Cầu xin người soi sáng đường đời con đi, cùng ơn lành hôn sắc được mạnh khỏe hơn, được dẫn dắt đỡ nâng, được thứ ai bao dung. Ôi trái tim rất thanh Chúa Giêsu, con thờ lạy người, con kính yêu người. Cầu xin người cho con sống vì người luôn luôn. Cầu xin người cho con sống cùng người luôn luôn, được biết sống yêu thương bằng biết hy sinh. Con xin ơn người trong từng việc con làm, và cuối cùng là ơn chết. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.